Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư. Hiện tại là mình đang đứng ở một cái nơi rất là mát. Tại vì đang đứng trên tầng 5 lận. Thì hôm nay là mình đi quay giùm ông anh mình một cái ngôi nhà nghỉ. Ngôi nhà nghỉ một trệt 4 lầu ha. Thành thử là mình đang đứng trên lầu 5, tầng 5 nè, tầng 5 để mà quay cho mọi người xem ha. Bây giờ mình sẽ lát nữa sẽ quay đi xuống quay cho mọi người xem cái tổng thể của cái ngôi nhà nghỉ này ha. Thì ở vị trí mình đứng đây là thuộc phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây mọi người thấy cái đường đó, cái đường xe ra qua ra lại đó. Đây là cái đường Phạm Văn Thuận ha. Đường Phạm Văn Thuận, nói chung là ai mà ở Biên Hòa thì cũng không có lạ gì cái đường này nữa rồi. Sát với chợ Tân Mai luôn ha. Sát chợ Tân Mai. Đây, chị sơ sơ luôn nè. Chợ Tân Mai ở hướng đó. Trời đây, mọi người thấy cái bệnh viện bự cho bá đó không? Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai ha. Rồi đây là cái nguyên khách sạn rất là lớn ha, Aura. Rồi Vincom ha, Vincom ngay góc ngã tư đường 5 với lại đường Phạm Thuận. Kia là nhà thờ Tân Mai. Đứng trên đây thì nhìn bao quát luôn thành phố luôn rồi. Đang đứng trên phần sân thượng ha. Đây sẵn ghé quay luôn cho mọi người xem cái ngôi biệt thự rất đẳng cấp nè. Biệt thự tới cả ngàn mét vuông. Trung tâm Biên Hòa mà tới cả ngàn mét vuông biệt thự, nhìn thấy ớn lạnh không? Đây, bao quanh luôn cho mọi người xem luôn. Đây là khuôn viên trên sân thượng ha. Sân thượng nhưng mà cũng có thêm tầng nữa nè, tức là tính ra lên tới nữa là tầng 6 nè. Để mình có để mấy cái gì đó trên đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống từ tầng 5 thì sẽ đi xuống ha. Đi xuống tầng 4. Tầng 4 tức là lầu 3 đó. Lầu 3. Đây, thì mỗi tầng là có 2 phòng ha. Mỗi tầng là có 2 phòng nghỉ, rất là lớn. Tại vì cái ngôi nhà này á, là nhà nghỉ này nó diện tích của nó là tới hơn 100 mét vuông lận. Đó. Diện tích đất đó nha. Đây. Cái tầng này thì có cái phòng này thì có một giường đơn. Phòng rất là rộng. Thật sự là tại ngày xưa cái này xây từ hồi xưa rồi, nó rộng lắm. Mới cải tạo lại thôi, nhìn rất là sang mọi người ha. Nè, đây phòng đôi ha. Nè, từ các chi tiết nói chung là hoàn toàn rất là mới ha, sơn phết nè, rồi ốp. Đó, những cái phần ốp giả đá nè. Rồi đèn led này nọ. Màn tivi. Phòng 2 giường ha. Nhà nghỉ này là hiện tại là đang chủ nhà nghỉ này đang cho thuê người ta kinh doanh, cho người ta kinh doanh lại, tức là thuê 20 triệu một tháng. Cho nên nếu anh chị cô chú mình mua cái nhà nghỉ này thì có thể là mình vẫn cho thuê tiếp để có cái phần thu nhập ha. Đây, có luôn cái giường, cái ghế chứ. Ghế tình yêu ha, một cái gọi là một cái rất là nhiều người đang quan tâm cái này. Cho nên là chủ nhà họ cũng chủ nhà nghỉ này họ cũng rất là nắm bắt ha, xu hướng có máy lạnh ha. Nói chung là phòng đầy đủ hết, máy lạnh, quạt đó, đèn đuốc rất là rộng ha. Phòng nói chung là phòng này mình đánh giá rất là rộng. Thành thử ra là mọi người có thể, tức là mình mua về nếu mình thấy cảm giác nó rộng quá, mình có thể cải tạo lại ha, tức là cải tạo lại ngăn đôi tiếp, ngăn đôi thành 2 phòng ha, ngăn đôi thành 2 phòng đâu lại. Đây tại vì biết sao không? Tại vì mình có thể nếu mà khi ngăn đôi thì mình có thể dùng cái ban công, tại vì ở đây nè. Nó ra ngoài đây có một cái lối ban công, mình có thể đi mở cửa riêng cho từng phòng ha. Cho nên là mình có thể cải tạo ngăn đôi được. Đây bên đây ha. Đây một giường đơn. Rất là rộng ha. Nè. Còn thừa rất là nhiều không gian cho nên là nó phải cải tạo ngăn phòng tiếp ha, cái tới là ngăn đôi ra. Nè, bây giờ mình sẽ xuống tầng lầu 2 ha. Nói chung là cũng cố gắng quay nhanh cho anh chị của chú mình đỡ mất thời gian. Cái giá là mình cũng chưa có báo ha, tức là giá của cái nhà nghỉ này hiện tại là chủ đang kêu bán là 6 tỷ 2 nha. 6 tỷ 2 cho toàn bộ ha, tất cả nha. Đây,
Phòng này thì có một giường đơn. Nó cũng giống tương tự như ở trên. Ở đây thì có hai giường đôi, cũng tương tự như ở trên luôn. Tương tự như ở trên luôn. Rồi. Cũng không khác gì. Xuống tiếp. Có đầy đủ các thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy. Thang ốp da đá hết. Cửa cửa nhôm mọi người, cửa nhôm. Cửa nhôm nè. Rất là sang trọng. Đây nè. Đó, cái ban công hồi nãy mình nói nè. Tức là ban công cũng được gần mét. Đó, thì mình có thể tận dụng ban công này nè. Mình sẽ ngăn phòng ra thì mình để một cửa ở đây. Rồi một cửa ở đây. Đó. Thì cái giống như là mình gấp đôi cái số phòng của nhà nghỉ này lên để có thể là kinh doanh hiệu quả hơn. Chứ hiện tại là mình thấy là cái phòng rất là rộng. Rộng thênh thang luôn á, tức là như phòng đơn này nè mà thênh thang. Đó, bên đây cũng vậy. Thênh thang luôn. Rồi, xong. Thì mình nói luôn là hiện tại là nhà nghỉ này á, họ chỉ mới kinh doanh có 6 phòng thôi. 6 phòng thôi ha. Nhưng mà riêng 6 phòng này thì có thể ngăn ra, cái là cải tạo lại thành gấp đôi lên là 12 phòng ha. 12 phòng. Và thêm nữa là ở dưới tầng trệt nè, có thêm 2 không gian nữa để làm thêm 2 phòng nữa. Tính ra là có thể tổng cộng là được tới 14 phòng ha. Nè. Đây là không gian tầng trệt mọi người ha. Tầng trệt thì ở đây. Cái chỗ này hiện tại là cái phòng nấu ăn. Thì mình phải tận dụng luôn. Nếu mà không cần thiết thì bỏ luôn. Làm một cái phòng ngủ, một cái phòng nghỉ nữa. Ở đây. Thêm một phòng nữa. Là chỗ này. Hiện tại là chỗ này á, là đang cho người giữ khách giữ nhà nghỉ á, ở. Cho nên nếu mà không cần thiết đúng không? Cải tạo luôn. Thêm phòng nữa. Là tổng cộng là 14 phòng ha. Tức là maximum được 14 phòng. Đây. Tủ lạnh, đồ đạc. Chung là nhà nghỉ này hiện tại vẫn đang hoạt động nha mọi người. Vẫn đang hoạt động nhưng mà đợt vừa rồi là đang bị dịch Covid đó. Cho nên là đang tạm nghỉ, tạm ngưng. Tạm hoạt động. Đây. Đây thì có một cái quầy ha. Đây, tức là một cái quầy tiếp tân. À, quầy tiếp tân. Tiếp tân. À, chỗ này thì để xe ha. À, đậu xe thoải mái. Đậu xe máy hoặc đậu xe hơi gì đều ok. À, không gian cũng rất là rộng. Nói chung là còn rất là mới mọi người. Thực ra cái nhà nghỉ này hồi xưa là cũng xây lâu rồi nhưng mà tại vì cái chủ mới bây giờ họ về họ cải tạo lại hết. Cho nên là nhìn rất là mới, rất là sang trọng. Còn đây ha, đây là khoảng sân ha. Mình nói luôn khoảng sân ha, tức là nhìn sổ á, nó có một cái đầu đất mình nó có một cái đoạn xéo tam giác. À đây này nè. Tức là cái khoảng xéo này là đất của mình ha, còn bên đây là đường nhà nước. À, nhưng mà nói chung là mình coi như tận dụng cái này làm sân luôn ha. Làm sân. Đây, tới đây ha. Đó, nó có cái đường vạch nè. Đó. Vào nhà người ta. Đó. Xung quanh là nhà ha. Thì cái đường này á, mình nói luôn ha, đường này thì xe mấy cái xe 5 chỗ hoặc là 7 chỗ vào thoải mái ha. Và ok. Thì nãy mình đi xe bán tải, mình sợ xe mình dài quá cho nên là mình không có chạy vô đây. Đó, nhưng mà đường này thì mình nhắm chừng thì đường cũng được 3 mét á. Đường 3 mét thì nói chung là thậm chí bán tải vào vẫn được nhưng mà nó quay đầu hơi khó. Cho nên nếu mấy chiếc nhà như Innova hay là thì quay đầu thì nó ok hơn. À đây. Rồi thì trước khi mà mình quay con đường ra cho mọi người xem thì đây mình sẽ quay cái tổng thể lại ha, tổng thể. Tại vì nãy giờ quay từ trên cao xuống rồi bây giờ mình sẽ quay từ dưới lên ha. Đây. Tổng thể của cái ngôi nhà nghỉ này. Một trệt 4 lầu. Họ cao thường thực luôn. Thì có ốp mấy cái vàng vàng. Nhìn rất rực rỡ ha, nhìn rất là trẻ trung. Nhà nghỉ này chắc chủ yếu dành cho những người trẻ. Tại vì cái phòng thiết kế nhìn rất là trẻ trung. Nhìn rất là sang. Nên cũng phù hợp với người trẻ.
đây có không gian tiểu cảnh nữa nè. Nói chung là cũng chủ người ta cũng rất là thích chơi cây kiển, lan nè, rồi trúc nè, trúc quân tử nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay đường ra cho mọi người xem. Rồi bây giờ đây, từ nhà nghỉ mình ha, mình sẽ đi ra cho mọi người xem cái trục đường chính của nó ha. Đó, trước mặt mình là trục đường chính ha, cách có 20m thôi, 20m là tới trục đường chính này. Như mình đã nói là đường này là xe 7 chỗ vào rất là ổn ha, đường cũng được hơn 3m đó. Trước mặt mình là trục đường chính ha. Hiện tại là cái đường này là họ đang thi công làm cống lại cho nên nhìn nó hơi đổ nhựa cho nó, nói chung là thi công xong mà đổ nhựa là ngon lành luôn á, cho nên là nhìn nó hơi nhăm nhở xíu ha. Rồi trước mặt mình nữa là đi phải 30m nữa thôi là tới đường Phạm Văn Thuận ha. Thì hồi nãy là lúc đó, ở đoạn đầu clip á, mình có nói, mình có chỉ từ trên cao xuống á, mình chỉ cái đường Phạm Văn Thuận á, là đây đó, trước mặt mình là đường Phạm Văn Thuận ha. Địa chỉ đây, nếu mà anh chị cô chú mình muốn tự đi xem luôn á, địa chỉ là 752 ha, 752 Phạm Văn Thuận. Tức là tới địa chỉ này nhìn đối diện qua, nhìn đối diện qua là nó có ghi cái bảng Long Quang nè, với lại trường tiểu học Tân Mai nè. Đó thì mình tự chạy tới đó ha, chạy tới cái ba đầu tiên, quẹo phải vô. Đường này thì xe tải đi thoải mái rồi. Đó. 752 Phạm Văn Thuận ha, thành phố Biên Hòa. Tới địa chỉ này quẹo phải vô. Đó là tới ha. Đó. Nói chung là cái đường này là đường, cái đường Phạm Văn Thuận này thì khỏi nói rồi, cho nên là mình cũng cần phải quay chị nhiều ha. Đó. Rồi có gì chút xíu nữa mình về mình cho mọi người xem sổ với lại cái vị trí trên Google Maps sao nha. Rồi bây giờ mình cho mọi người coi sổ hồng của cái ngôi nhà nghỉ này ha. Đây số tờ 18, số thửa 86. Nếu mà anh chị cô chú mình có biết sử dụng ứng dụng Đồng Nai Lead có thể test ha, theo cái số tờ số thửa này để biết chính xác cái vị trí và cái quy hoạch của nó ha. Địa chỉ của thửa đất là thuộc phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và diện tích của nó là 110m2. 100% thổ cư rồi ha, đất ở đô thị mà. Và nó có hoàn công luôn ha. Đây. Đó, đây có địa chỉ nha, chính xác là 103/514 khu phố 4 ha. Đó, hoàn công luôn ha. Diện tích xây dựng là 88m2. Diện tổng diện tích sàn là 460m2, 467m2 ha. Đó, xây dựng đây, năm hoàn công là năm 2007 ha. Số tầng là 5 tầng ha. Đó. Chung là hoàn công rất là rõ ràng. Tính ra là cái nhà này xây, cái nhà nghỉ này xây cũng được 13 năm rồi ha, 13 năm. Đây cái hình dáng của cái thửa đất mình ha. Vuông vức luôn ha. Còn cái mặt tiền mình có góc tam giác là đây là cái đường nè, tại vì mình quay mọi người xem rồi đó, cái sân của mình là hình tam giác ha. Đường bê tông trước đất mình ha. Đây. Cho mọi người xem kỹ ha. Tính ra là cái chiều ngang của cái nhà nghỉ này mặt tiền á, nếu mà bỏ tam giác này đi thì khoảng được hơn 6m ha, hơn 6m mặt tiền. Rồi bây giờ mình cho mọi người xem cái vị trí của nhà nghỉ này trên bản đồ vệ tinh ha. Thì nói chung á, là cái vị trí cũng không có phải nói nhiều, tại vì mình trong clip mình quay á, cũng đã chỉ mọi người đối diện cái hẻm rồi, trường rồi như thế nào rồi. Nói chung là anh chị cô chú mình có thể tự hoàn toàn tự tìm đến ha. Thì bây giờ mình chỉ cho mọi người xem nó sơ để dễ dàng hình dung hơn ha. Tại vì nó trung tâm thành phố rồi, đối diện trung tâm y tế thành phố Biên Hòa nè. Trường học rồi, chợ đây ha, chợ Tân Mai ha, chợ Tân Mai nè, sát chợ Tân Mai luôn. Từ đất mình thì đi ra chút xíu mình dẫn mọi người rồi, tính ra là
chỉ có vài chục mét là đụng đường chính Phạm Văn Thuận ha. Đây là cái đường lớn, đường trung tâm của thành phố Biên Hòa, dẫn ra ngoài ngã ba Tam Hiệp á. Nói chung là đây là vị trí trung tâm rồi, trung tâm thành phố Biên Hòa luôn ha, cho nên là cũng không có nói nhiều rồi. Vị trí quá trung tâm luôn. Cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 15 cây số thôi, rất là gần. Thì nói chung là vị trí thì mình nói sơ sơ về thôi ha, tại vì nó cũng quá rõ ràng rồi. Thì mình xin nhắc lại cái giá của cái nhà nghỉ này là 6 tỷ 2 nha, 6 tỷ 2. Mua về là có thể một là kinh tự kinh doanh, hai là cho thuê, tức là vừa đầu tư bất động sản mà vừa có luôn lợi nhuận trước mắt luôn ha. Thì hiện tại là nhà nghỉ đây cho thuê là 20 triệu một tháng ha. Mua về là có hài lợi ngay luôn. Thì giá này thì chắc mình nghĩ là cũng còn thương lượng, cho nên anh chị cô chú mình cứ liên hệ trực tiếp với anh ha, anh chủ ha. Có gì số điện thoại mình liên hệ mình để ở ngay ở giữa video ha, ở giữa video này xuyên suốt luôn. Anh chị cô chú mình cứ trực tiếp liên hệ để mà có thể được giải đáp bất kỳ thắc mắc nào, cũng như là đi xem nhà nghỉ và thương lượng giá cả ha. Ok thì chốt thôi, không có cần phải qua trung gian. Rồi vậy đi ha. Chào mọi người nha, cảm ơn cả nhà mình đã xem video.